một mình tôi treo dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nhìn đời là tình yêu khi đơn côi. Bây giờ một bản mic có dây với nhá. Các chương trình chúng ta sẽ hát một bài mic có dây và là không dây và có dây với một bộ hát chuyên nghiệp đẳng cấp hiện đại. Ngày còn em bên tôi, mic có dây. Ngày còn em bên tôi, trong niềm vui nhớ thương hờn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn tiên yêu dấu lên môi, tiếng đẹp lời em trên môi, có gì vậy em ơi. Ngày còn em bên tôi, là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi, chẳng còn soi gương tôi về tối. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên cười, gió lòng chiều xuống chơi vơi, ước vọng tìm phút mê đời. Lê nhỏ cũng phân ly, khóc một lần cho mai mai. Xa nhau từ đây thôi nhìn rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để
tôi cho mùa đông chuyên ra ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lầu của cho nhau kỷ niệm mình thỏa mang đau. Cảm ơn chị nhá. Công ty từ anh Nguyễn, công ty Audio anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay buổi sáng thứ năm vào ngày 10 tháng 5 năm 2018, anh Nguyễn tiếp tục được thực hiện niềm vui mình, đó là khép những thiết bị âm thanh cao cấp để gửi đi mọi miền của Tổ quốc Việt Nam thân thương. Thì bộ âm thanh này anh Nguyễn sẽ ghép toàn những thiết bị mới và hiện đại như sau. Thiết bị thứ nhất đó là một chiếc máy lén DVX 226XN. Đây là một dòng máy lén cao cấp có nhiệm vụ xử lý tất cả các thành phần âm thanh quá ngưỡng do con người đặt ra. Và thiết bị thứ hai đó là một chiếc Idol View 100 nổi tiếng là viên ngọc, là trái tim xuyên suốt cho mọi dàn hát. Nó có nhiệm vụ nâng tiếng trống sâu dày ấm và tiếng khét róc rách kẻ tan tan biến, dòng trung ngọt ngào ra giết. Và thiết bị thứ ba đó là một chiếc vang. Thiết bị thứ ba là một chiếc vang có dòng họ là Chipat Chiso, là một dòng vang quý tộc. Các chuyên gia âm học cũng như nhà vật lý học của Việt Nam đã nghiên cứu dòng vang rất phù hợp với ngôn ngữ giọng điệu Việt Nam. Nó cho một giọng ca hết sức bay bướm, thanh thoát, ngọt ngào, reverb sâu, echo tốt và xử lý đường nhạc hết sức trong sáng và uy lực chi tiết. Thì chiếc vang Chiso mặt gương này đã có nổi tiếng trên thị trường Việt Nam và có rất nhiều các bác, các anh chị đang dùng và đã dùng, tiếp tục dùng. Anh giá tương đối tốt. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc lọc cổ, gọi lọc đầu gối trong ngành âm thanh, đó là DVX 226 2231, có nhiệm vụ là trải chuốt các sản phẩm âm thanh ra một cách mượt mà và sâu sắc nhất. Thiết bị cuối cùng là thiết bị thứ tư, đó là cục đẩy hãng CA Sound 4 kênh CA Sound CA 4900 của đẩy hãng, một kênh ra là 900W đánh ở lỗ trở 8 ohm, tổng 4 kênh là 3600W, chạy công nghệ Crash, công nghệ mới nhất của thế giới, chạy đèn MOSFET cho âm hết sức là trong sáng, thanh thoát và mềm dẻo. Thì cục đẩy này có thể đánh được loa full 725. Thì đây chính là bộ hát mà anh Nguyễn sẽ test vào gửi trong ngày hôm nay cho bác Lê Đình Sĩ, có địa chỉ là 158 đường 11, khu phố 1, phường Hòa Phú, huyện Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua sự nghiên cứu của bác và xem kênh của anh Nguyễn, bác rất tin tưởng từ công ty anh Nguyễn và công ty Audio anh Nguyễn. Công ty từ anh Nguyễn và công ty Audio anh Nguyễn là công ty có năng lực và chuyên nghiệp về phối ghép tất cả các bộ âm thanh cũng như là xử lý vang số một cách xuất sắc nhất. Thì bác ấy đã đặt niềm tin và đặt từ công ty anh Nguyễn một bộ hát, và bác đã rót cho anh Nguyễn 1 triệu tài khoản. Thì tổng bộ hát này anh Nguyễn nói lại này: một chiếc cục kỹ thuật, một thiết kỹ thuật, một chiếc máy lén DVX 226XN, thứ ba là một chiếc Idol 100 của Việt Nam, thứ tư đó là một chiếc vang số Siso OS 510, thứ năm là một chiếc lọc DVX 2231, và tiếp tục là cục đẩy CA Sound CA 4900, và anh Nguyên ghép với một đôi loa ETC bãi Mỹ bắt 50 chiếc Canetan dòng họ check đó là Sheraton, và có mạch MOSFET bảo vệ nó chiếc rất là hay. Và anh Nguyễn ghép một loa V bãi của Trung Quốc, tức là loa đứng này là 2325 một quả và 4 chép một bên, tức là một đôi loát loa V này là sử dụng 4 bát 25 và 8 chép, thì tức là hai đôi này có nghĩa là bằng 3 đôi, mua hai đôi tức là bằng 3 đôi SDC màu cà phê, và đôi loa V có lẹp chỉ đổi rất là đẹp. Sau một lúc anh Nguyễn áp thành công hệ thống cho cái hệ thống bộ dàn này, và anh Nguyễn ghép cho bác ấy các chế độ sau. Bác chú ý nhá, em là bé rồi, bé nhạc, bác chú ý là cái thuật này. Thứ nhất là các bác chú ý này, em tắt đi, tắt con số đi này. Khởi động lên, tức là mỗi lần bác tắt điện khởi động lên thì bác đều phải ấn nút phô này, bởi cái này là
cái dòng tắt chờ và khởi động bằng nút mềm. Đây chính là chiếc băng số. Thế là em đánh dấu nhá, chiếc máy nén đánh dấu này. Nếu mà không ai vận chuyển sai lệch, bác để đúng cái màu trắng của cái máy nén này, trùng với vị trí đánh dấu, chuẩn xác như thợ mộc. Kênh 1 đây này, đây, kênh 1. Đây ngưỡng vào, tỷ lệ nén. Đây cũng ngưỡng vào, tỷ lệ nén. Thời gian nén, thời gian xả nén. Phút đợi đầu giờ ra thì em để tất cả đánh dấu hết nhé. Đây kênh 1 nhé, kênh 1 này đánh dấu hết, mình nhìn tinh nhé. Và cái đèn over DC này sáng, đèn auto sáng. Đây là kênh 1. Tức là cái máy nén này một kênh chỉ cho phép hai đèn sáng. Sang kênh thứ hai đó là kênh che đèn tu này, thì như kênh 1. Đây đánh dấu rất là kỹ càng rồi. Che đồ với đánh dấu này, kênh 1 đây. Đây là trống này. Đây là phối hợp động ca, lựa chọn cầu nhạc. Đây là check thì bác nhìn đây em đánh dấu. Nếu như nhiều trống quá thì bác muốn là tăng trống, tăng này cho em. Thích tăng nhiều check tăng đây. Tất cả đèn che đồ sáng hết cho đẹp. Đây, kênh 2 bên này cũng thế. Từ kênh 1 như nào thì kênh 2 chỉnh như vậy, không được phép sai. Khi bác chỉnh sai các nút này thì nó sẽ ra lệch kênh. Từ khi ra loa sẽ là kênh, tức là cái loa bé và loa to. Từ cái trước vang số này bác chú ý em này. Tí nói sau này, nói riêng về vang số này. Về trước lọc thì có một đèn này sáng này, đèn tip 3. Em đang nói kênh trên nhé. Cái đèn vai bát này bác không được cho sáng. Sáng là nó coi như cái lọc không làm việc. Cái nút đầu tiên, nút khuếch đại tín hiệu này, Liven này bác để ở giữa nhé. Nút ngưỡng đầu vào này, để giữa. Cái đèn low cut sáng, cái đèn răn sáng. Tức là có 4 nút thì trong đó có 3 đèn sáng. Một là tip 3, 2 là low cut, 3 là răn. Và tất cả hệ thống giải tần em đã chỉnh bác này. Trống thì từ 20 đến 500 Hz là trống. Còn check từ 500 Hz đến 6. Trung là đến 6K. Còn check là từ 6K đến 20kg. À, dưới như nào thì trên như vậy. Và cụ đẩy này, cụ đẩy vì nó quá khỏe, nó quá khỏe cho nên em đánh kênh A. Nhìn kênh A em đánh dấu nhé, kênh A này, kênh A đây. Cho loa một loại LDC và loa V. Tức là một cái kênh này đánh được một quả bát 30 và hai quả bát 25, kết hợp với là bốn tép giấy, một chiếc kèn. Từ kênh A em sẽ đánh cho một đôi loa V, một chiếc loa V và một chiếc LDC. Kênh B thì em đánh cho một, cũng thế, đánh một chiếc loa LDC bát 30 và một đôi và một chiếc loa V. Kênh C thì em bỏ trống và kênh D em đánh cho trầm, trầm hơi đây. Yêu cầu là có trầm hơi, em ghét trầm hơi bác, còn trầm hơi 40 là BF audio. Thì em để đánh dấu bác nhận đây, cái trầm hơi này thì em để 12 giờ. Thì nếu bác to nhỏ là do bác, thì tăng giảm lên được, nhưng mà em để 12 giờ tùy theo bác nghe. Thế còn hai cái nút kênh A kênh B thì bác bắt buộc bác để em 3 giờ. Thì hát nó mới bay giọng ca. Đấy nhá, em đánh dấu này. Đánh dấu đây. Đó, tất cả cái dấu này nếu vận chuyển sai bác có thể là chỉnh lại cho em. Hoặc về nhà có thể điều chỉnh một tí, chống có nhiều ấy. Chống nhiều thì bác giảm em xuống này. Nút đầu tiên ngoài đầu này. Đây. Đây là trống, trống. Và nếu tiếp tục nhiều trống thì bác giảm em từ đoạn là 20 và đến 315 này xuống. Đấy, nếu mà nhiều trống. Kênh trên giảm là kênh dưới giảm thế. Đây phía trước này đây xong. Thế còn phía sau. Bác quan sát phía sau thì em. Phía sau. Thứ nhất là bác chú ý em này. Phía sau thì mic bác sẽ. Bác yêu cầu là mic dây mà. Bác sẽ cắm em một cái mic hát ấy, bác để em ở lỗ vị trí 1 và 2. 3 4 em không áp. 3 4 em không áp nhưng bác cắm em 1 và 2. Cắm mic vào. Mic không dây được, có dây được. Cắm mic vào như này. Đấy. Thế còn tín hiệu bởi cái cụ đẩy sẽ ép thân dài cho nên em phải bỏ hệ thống răng ra. Thì em đánh dấu sẵn em này. Đây nhiều đấy nhá. Đây kênh A. Kênh A em ghi A đây. Thì kênh A bác sẽ đánh cho em kênh A đây. Đây kênh A em nhá. Set A này. Đúng chiều này. Thì điều to này. Kéo ra bác. Kéo này bác vặn ngược chiều này. Tra vào bác chỉ cho em này. Cũng thiệt toàn cạch cạch vặn này, nếu rút ra bác kéo này ngựa. Thì kênh A em đánh cho một quả loa LDC này, LDC này với một quả loa V này. Thì từ đẩy ra nhá, từ đẩy ra cái này
Đây em cắm cho bác luôn này. Bác lấu từ một đầu để đẩy ra. Bác cắm cho bất kỳ một cái lỗ của loa. Đây C cũng được, một loa V cũng được. Còn đầu dây còn lại bác sẽ cắm cho em một lỗ. Trên dưới tùy. Và bác lối từ đít lên. Đây. Thế này là xong. Thế là một kênh A sẽ đánh hai quả đây này. Lối bác hình dung chưa? Đây. Cái đầu dây ra này bác cắm trên cũng được đây. Đây thử đẩy bác nhá. Thử đẩy ra đấy thì bác cắm trên lại được. Chả sao ở dưới lại được. Nó đây là quả đấu song song. Xong. Thì kênh B cũng vậy, kênh B bác đối em như kênh A. Em ghi là đây. Kênh A bác cắm ở trên, kênh B bác cắm ở dưới, kênh B đây. Thì B cũng trang ở dưới. Kênh A cắm ở trên. À, rất tín hiệu đã rút ra. Thế bác nhỉ? Bác nhìn thấy kênh A chưa? Thì em ghi A này. Bác cắm vào đây. B cắm ở dưới. B cắm trước nó vướng. Đây. Bác nhớ nó khuyết rồi nhé. Này. Bác cắm vào đây cho em. Khi rút ra bác phải ấn này nhé. Ấn và rút. Đấy. Không nó rút cái khóa xuống. Thì ấn nó bị tan mất rắc. Cái loa trầm đây. Loa trầm thì em đánh cho bác ở kinh... Kinh D rồi. Em ghi là D này. Này CH. Xóa D trầm. Kinh D. A, B, C bỏ. Và trầm thì bác đối em đít ra này. Đây trầm này. Đây trầm là kinh... Kinh D vào đây. Kinh D. Đấy, có trầm đánh vào đấy. Còn cái C có thể bác đấu một loa khác. Tùy. Của em... đấu A B và A B C bỏ D vẫn dư một khẩu nữa là tùy bác. Thế đây em đấu xong tất cả đâu rồi. Thế còn nhạc mà cắm vào lọc cho em nhé. Nhạc mà cắm vào lọc đây. Nhạc sẽ cắm vào lọc cho em như này. Thì có thể lấy từ máy tính ra này. Từ máy tính ra. Thế còn nguồn thì em sẽ cuốn sẵn em để cho bài bác chỉ cắm là xong. Mic có chú ý mic nhé. Mic này em nhắc lại một số điểm chú ý là mic này phải cắm vào 1 và 2 và 4 không cắm, 1 và 2 thôi nhé. 1 và 2 của mic là A kênh A anh B, kênh A anh B thì mỗi kênh đánh cho một loa. Kênh A đánh cho một loa EDC, một loa V. Kênh B đánh cho một loa EDC đây. EDC đây. Và một loa V đây. Còn kênh D đánh cho cục trầm này. Vâng. Cục trầm đấy. Thì đấy là cái cách cắm. Thế còn phía trước này em giờ nó quay lại con vang một chút này. Một vang này. Thì cái tắt điện đi thì bác nhớ là khởi động em để nhạc ở mức độ là 10, mic 14, daily là 61, còn echo là 80. Thì nếu như cái nút này để bình thường này nhá, bác vặn echo sẽ lên này. Đấy. Nếu bác vặn daily sẽ thay đổi này. Là lúc này tôi nhỏ mic, là lúc này tôi nhỏ nhạc. Thì em để khởi động là 10 thôi. Còn khi hát bác để em khoảng tầm 10-20. 20 là hợp lý. 20 là hợp lý. Hoặc hơn 20 một chút. Nên tùy theo thiết bị phát yếu hay khỏe. Là hợp lý. Đấy. Thì M1. Thì nếu bác muốn ấn M1 này. Ấn cái này M1 thì em áp cho mic. Có dây. L1234BDC1234. Tức là M1 là em áp echo và dì vật cho mic có dây CAF-V8, thấy chưa? M2 M2 đây bác này. Bác chỉ ấn lên M2 nhé, thì bác nhìn nó chuyển nhé. M2 thì em chỉ tiếp nó xong. M3 đấy. Khi ấn cái này bắt đầu cái mũi tên chuyển sang rồi. M3 là dì vật lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. M4 là echo. Thì bác chỉ cần ấn echo. Đấy. Ấn thì nó sẽ khác nhé. Rồi 4 echo này. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ZQ2. Thế này em nói lại này. Ấn vào cái này M1 này echo cộng gì vật. Đấy chưa. M2 M2 em chưa nói đến. M3 M3 là gì vật. M4 là echo. Thế còn cái cửa mic không dây là gì? Thế mở mic M2 em áp cho bác một mic xua không dây. Khi bác mua mic xua phải nhớ để 3 giờ này. Một hai em thử mic
Có dây nhá. 1, 2 mà 4 này eco này. Mà 3 là gì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mà 3 là gì vợt. Mà 1 là eco cũng gì vợt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bác cứ thích nhàng, bác cứ ấn mà 1 em là xong. Thế là xong. Thế cái cửa 2 này, cái cửa cái chế độ 2 thì em để dành riêng bác cho dòng mic xua. Mic sẽ là mic không dây. Bác nghe nhé. 1, 2 thì nó sẽ không hay. Cho bác sẽ ấn em nút mà 2 để chạy cho mic, để chạy cho mic không dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì chế độ này em áp cả eco thì vật luôn cho bác rồi. Đấy. Cho nên là bác cứ thực hiện một cách thoải mái. Nếu bác để muốn để mặc định, bác ấn mà một xong bác tắt điện nó sẽ về bài một này, không còn cần phải chuyển nữa. Đấy, bác không ấn nhá. Nếu như không ấn bác vặn này nó sẽ chỉnh to nhỏ nhạc. Ấn thì nó sẽ chuyển chế độ. Thì mỗi lần chuyển bác nhìn mũi tên này, bác chỉ chuyển này. Thì em thử lại bác nghe nhé. Đây. Nhạc rất là hay luôn. Đây, vừa nghe nhạc hay mà vừa hát rất là tốt. Dimitri rất là tuyệt vời, nó đủ hội đủ thủ cả sức mạnh du dương và nhẹ tan. Mình nghe bản Dimitri quá vui lực luôn. Bây giờ em sẽ hát và bộ này để thiết âm, tức là em sẽ hát mic không dây này và có dây trên một bộ hát này, nó rất phức tạp đấy nhá. Một ca sĩ, một phó đốc kỹ thuật là Hành Nguyễn sẽ hát để thiết âm trước khi bàn giao cho bác.